Xin kính chào cô chú anh chị em đã quay lại kênh hôm nay. Hôm nay thì con có nấu một món ăn rất là thơm ngon cho gia đình, đó là vịt kho gừng hay còn gọi là vịt gam gừng. Để nấu món ăn vịt gam gừng này như thế nào thì con xin mời cô chú anh chị em hãy cùng con vào bếp để thực hiện nấu món ăn vịt gam gừng này nhé. Để nấu món ăn vịt kho gừng thì nguyên liệu không thể thiếu đó là vịt. Ở đây con có chuẩn bị nửa con vịt ta là 1 kg mốt và 250 g huyết. 100 g gừng này dùng để nấu là rửa vịt, 3 củ hành tím, vài tép tỏi và 3 cọng hành lá, 37 g muối hột, 60 ml rượu, 40 ml nước mắm, dầu ăn, 4 g bột ngọt, 10 g đường, 10 g muối bột. Để rửa vịt thì con chuẩn bị cái thau lông để vịt vào ha. Con để hết phần muối hột mà mình đã chuẩn bị vào luôn. Theo là rượu. Và gần này thì con xắt ra rồi đâm nhuyễn lại để đẩy vào rửa vịt. Tiên thì con không có để nước vào nha, con chỉ rửa bằng muối, rượu và gừng để cho vịt chúng ta nó hết hôi lông. Và khi rửa vịt đó thì cái phần thỏi nè, con lấy ra bỏ. Chà rửa cho con vịt nó thật là sạch ha. Sau đó con xả vào nước, cứ vào nước sạch như thế này ha, rửa phía bên trong nó cho thật là sạch. Cái thằng ở dưới cái nắp bình dầu nè, nếu muốn ăn không có bị hôi thì mình lắc bỏ cái thằng nắp bình dầu này đi. Có người ăn được, có người ăn không được ha, thì nên là con lắc bỏ. Sau khi mình đã rửa vịt xong rồi thì mình cắt vịt nhỏ ra ha. Mình cắt ra thành những cái miếng vừa ăn thôi. Sau khi vịt rửa qua gừng, rượu và muối thì nó không còn hoa long nữa, nó rất là thơm. Sau khi sắc vịt xong rồi thì mình sẽ gừng sắc lát mỏng mỏng. Sau đó mình băm nhuyễn lại thành những cái sợi ha. Và khi mà mình ăn nó không có bị ngán.
Thế là củ hành tím này thì mình sắp thành khoanh ha. Mình băm nhuyễn và cần sắc lá. Hành lá thì mình sắc khúc nhỏ. Vừa biết sau khi mình đã rửa xong á thì mình sắc lại thành những cái khối hạt đậu vừa ăn ha. Vô ha, để hết dầu mình đã chuẩn bị vào. Mình để vào đây một ít bột để đừng cho nó dâng dầu ra xung quanh. Tiếp theo thì tỏi mình để vào phần nữa nha. Sao cho dịch nó săn vào lại ha, làm cho nó ra bớt cái phần lớp mỡ đi, bỏ mỡ nhiều nè, đó mình để như thế này ha, cho nó bớt cái phần mỡ này đi. Sau khi dịch của mình nó đã săn á, những cái lớp da da của nó cái màu vàng như thế này nha, thì mình tắt đi. Để ra đi. Mình múc dầu ra chưa bớt ha. Sau đó mình mở lửa lên lại. Rồi mình để tỏi vào ha, còn tỏi còn lại vào. Đường này mình để phần nửa vào. Để mình hắn. Thank you.
mình thắng đường cho nó lên kẹo non, gọi là thắng nước màu. Khi nó lên kẹo non như thế này thì mình để dịch vào ha. Cái này mình để hết phần gia vị mà mình đã chuẩn bị vào. Giờ gừng thì mình để phần lửa vào mình qua trước. Nguyên lít nước mắm mình cũng để vào luôn. Mình kho dịch cho nó ngấm gia vị. Đó thì mình hãy để nước vào ha. Sau khi mình nấu khoảng 10 phút ha. Mở lửa hơi lớn xíu, dòng lửa hơi nhỏ lại nha. Tại mình nấu hồi nãy là lúc ban đầu là lửa view view á. Sau đó mình sẽ để thêm vào đây chừng có khoảng 50ml nước. Rồi mình nấu lại chừng có khoảng 15 phút ha. Sau khi mình kho thêm 15 phút nữa ha, thì dịch của mình lúc này nó đã chín rồi. Giờ mình nêm gia vị lại xem nó vừa ăn chưa. Heo của mình bỏ như thế này á, mình để vào như thế này thì nó không mặn, nó đã vừa ăn nha. Rồi mình để củ hành vào. Giờ mình lấy phần gừng còn lại vào luôn ha. Giờ hành mình để vào luôn. Sau đó mình cắt tiếp.